Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Xuân Hùng sẽ đồng hành cùng quý vị. Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn một số chính sách mới liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại Nghị định 102/2024 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất, điều kiện của tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Theo nghị định, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây. 1. Đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 125 Luật Đất đai. 2. Nhóm công ty là tập đoàn kinh tế hoặc công ty mẹ, công ty con theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp khi tham gia đấu giá một thửa đất, khu đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất thì phải thỏa thuận để cử một công ty thuộc nhóm công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. 3. Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá thời điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. 4. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. 5. Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh tế bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác. Theo nghị định, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau. 1. Đảm bảo các quy định tại khoản 4 điều 125 Luật Đất đai. 2. Trường hợp cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế đảm bảo các điều kiện quy định trên. Việc thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Nghị định nêu rõ phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chính sau đây: vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá nếu có, hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá, đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá, chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá, dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Theo nghị định, trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất cho thuê đất của Ủy ban Nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất cho thuê đất của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Nghị định nêu rõ, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật. Theo nghị định, cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất, lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 229 Luật Đất đai, dự thảo tờ trình quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. Nghị định nêu rõ, việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 229 Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 229 Luật Đất đai. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Nghị định nêu rõ, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất
hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế. Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi nếu có được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Trường hợp người đấu thầu không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định thì sau 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định. Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 5 điều 229 luật đất đai. Trường hợp cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giao đất cho thuê đất cho tổ chức kinh tế do cá nhân là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đăng ký thành lập theo quy định. Khi hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định mà cá nhân là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư không thành lập tổ chức kinh tế theo quy định, thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Có cần làm lại sổ đỏ khi luật đất đai 2024 có hiệu lực? Theo luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Căn cứ điều 256 luật đất đai 2024 về giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai thì những loại giấy tờ được cấp trước tháng 8 năm 2024 vẫn có giá trị pháp lý và không phải cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận, trừ trường hợp có nhu cầu gộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công ty xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, sổ đỏ cấp trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải đổi lại.